Câu lạc bộ Hà Nội công bố tân binh bom tấn người Brazil. Trang chủ câu lạc bộ Hà Nội xác nhận đã chiêu mộ thành công tiền đạo Harrison Kane trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2023. Sau khi chia tay tiền vệ William Henrique và trung phong cắm Lucao, câu lạc bộ Hà Nội mới đây đã chào đón một tiền đạo ngoại binh khác là Harrison Kane. Theo thông tin từ đội bóng thủ đô, Harrison Kane sinh năm 1990 đến từ Brazil. Tiền đạo 33 tuổi này phần lớn thời gian thi đấu cho các câu lạc bộ thuộc giải châu Á như K-League, Thai League hay Malaysia Super League. Trong năm mùa giải gần nhất, Harrison Kane đã chứng minh được giá trị của mình và đây được đánh giá là giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này. Anh có trung bình 10 bàn thắng ghi được trong mỗi mùa giải. Gần nhất, phong độ chói sáng của Harrison Kane thể hiện qua danh hiệu cây săn bàn tốt thứ hai của Malaysia Super League 2022 bằng 14 pha lập công. Ở đội bóng thủ đô, tiền đạo thuận chân phải sẽ khoác áo số 17. Chia sẻ trong ngày ra mắt đội bóng, tân binh Harrison Kane cho hay: "Tôi vừa trải qua chuyến bay từ Kuala Lumpur, dù có đôi chút mệt mỏi về thay đổi thời tiết, nhưng tôi cảm thấy háo hức và hy vọng các thủ tục sẽ hoàn thành để kịp ra sân thi đấu vào ngày cuối tuần." Ban huấn luyện cũng chia sẻ với tôi về nhân sự của đội bóng đang gặp những vấn đề khác nhau, thời điểm hiện tại rất khó khăn. Tôi sẽ cùng những cầu thủ mới đến trong kỳ chuyển nhượng nỗ lực tập luyện chăm chỉ và mang đến những điều khác biệt. Theo thông tin từ câu lạc bộ Hà Nội, nhiều khả năng huấn luyện viên Bandovic sẽ đăng ký tiền đạo người Brazil trong trận đấu gặp Sana Khánh Hòa vào ngày 25 tháng 6.